cái tụi mới nhà thì nói chung là nó đầu tư cái toilet chỗ khác, còn anh là anh đánh vô toilet của anh là luxury. Luxury là đẳng cấp, là thiết bị tối tân và gạch ốp cực kỳ hiện đại, mùi thơm thoang thoảng, mở cửa ra ngủ luôn. Trời đất ơi, rồi lao công người ta chùi, trời đất ơi, cầm xà bông sẽ biết độ chùi vành này đó. Chùi, nhìn bóng lửa nó không nha. Duy Nguyễn, Jim Chúa, Giám đốc Chịu Chi, Building Hoành Tráng, Nội thất Châu Âu. Thiết bị gym USA, chất lượng dịch vụ chuẩn BBT. THOL Gym, đẳng cấp 5 sao khu Nam Sài Gòn, 102 Lý Phục Man, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. À, xin chào mấy em đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog về bất động sản. Thì hôm nay anh sẽ chia sẻ những cái kỹ năng, những bí quyết để anh ngày hôm nay anh tuổi trẻ đứng đây có tứ trụ Sài Gòn nha. Thì trong quá trình xây dựng tứ trụ Sài Gòn nó giúp cho anh tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm, từ vấn đề là thứ nhất là tìm nhà, tìm đất, thứ hai là mua đất, thứ ba hợp đồng, thứ ba ký tá pháp lý xây dựng này nọ, động thổ khởi công đi vào hoạt động. Ok bc mệt quá. Thì cái BBT quận 7 của anh là khu Nam Sài Gòn, nó kêu là Duy Nguyễn Tower quận 7 BBT khu Nam Sài Gòn. Thì chuẩn bị khai trương nha, nói chung là cũng gần thôi, ngày 7 tháng 7, đúng không, ngày 7 tháng 7 năm 2020 vào lúc 7 giờ 7 phút. Đó, còn option đó không kịp thì dù giờ đợi xíu, đó là 17 giờ 17 phút ngày 17 tháng 7 2020. Còn nếu mà cái đó mẹ là không được nữa đó thì giờ thêm cú nữa là 17 giờ 17 phút ngày 27 tháng 7 2020. Đó, một trong ba ngày nha mấy em. Vậy tại sao nói được cái việc đó? Tại vì anh có nhiều tiền. Nói chung mà xây nhà chưa có tiền mà cảm thấy là chơi được là chơi thôi. Bây giờ tụi em nhìn tới cái sàn penthouse rồi đó, tới cái sàn penthouse rồi đó, không biết penthouse là gì đâu, Google search. Trong một dự án cao tầng nó mắc nhất là cái shop house, là cái penthouse thôi, hiểu không? Trong một dự án cao tầng nó mắc nhất là cái shop house, chứ cái penthouse thôi. Shop house thì dùng để làm neo, penthouse thì dùng làm bar. Ok, vậy thì anh ví dụ một cái cho tụi em có sụt để chèn, đó là khu shop house bên quận 7, ngay chỗ đường Tôn Nhật Tiên. Cái đó là khu shop house rất là nổi tiếng và sầm uất và đẳng cấp dân chơi đó, mà thậm chí qua đó người ta chơi chó nhiều nữa. Cái đó là khu Hồ Bán Nguyệt, lá phổi xanh của khu quận 7, khu đại gia very very VIP, khu Phú Mỹ Hưng. Mấy em hãy dẫn gái một lần vô đó ăn đi, thấy cảnh khổ. Anh ăn bữa bít tết hai người gần 10 triệu, sẵn tiện để chỉ quán luôn. Cái quán đó là quán ở đó có một quán một thôi à, Big Steak Argentina, có một quán một thôi. Vô ông đó đi nói tiếng Anh không à, cái anh vô nói ủa chết mẹ rồi, tôi nhớ tao đang ở Việt Nam mà. Xong cái nó kêu excuse me, I cannot speak Vietnamese, vương lòng in there please. Nói gì qua, ok được. Xong rồi cái hồi tao nói ok chấp mày luôn, chắc nhỏ đó Philippines qua xin việc. Xong cái hồi cái quản lý qua tiếng Việt, ủa đây chỗ này em bán cho người nào vậy? Nó giờ bán cho hai luôn. Sau nãy gặp nhỏ nó không biết nói tiếng Việt, tại bạn nó mới vô, bạn đó phục vụ cái bàn này nên nói chung là cũng hên xui. Vậy thì anh yêu cầu người nói tiếng Việt được không? Được, em sẽ thành phục vụ anh. Đó là cái quán Big Steak Argentina, vô đó ăn có hai loại bò. Bò đó thì nói chung là con bò Úc thôi, nhưng mà bò nó có hai loại, bò bình thường với bò Platinum. Cái bò Platinum là cái bò cực kỳ mắc luôn. Anh ăn là nửa ký cừu Platinum, nửa ký bò Platinum, gần 10 triệu tiền bill. Tiền bò không tính, tiền bò không tính, móc ra 500 bò luôn. Tại vì ở bên Mỹ anh ăn mà 10 triệu là anh bò nhiêu em biết không? Anh ăn 10 triệu là anh bo khoảng chừng gần 2 triệu đó. Triệu 8, triệu 9 gì đó. Thì triệu 8, triệu 9 ở Việt Nam bo 500 lời hơn mày. Ở Việt Nam đó là chỉ là thuế, không có tiền bo. Đó là chia sẻ. Cái khu mà shop house very VIP, cái chỗ đó là xe hơi không chơi được. Mày muốn đậu xe hơi giờ đâu có chỗ hết. Mày thích mà đậu ngoài đường, camera 4 tầng, thằng nào dám ăn trộm. Còn không thì vô hầm. Cái chỗ đó là hơi bị sang đó mấy em. Nó thật sự, dẫn gái nó ăn đi nha. Quận 7 mà anh nói về đi làm chi, cái khu đó là nhà 5 phút. Cái khu đó là nhà 5 phút. Tại khu Phú Mỹ Hưng anh nói rồi, anh không mua nhà dự án. Cuộc đời không bao giờ mua nhà dự án. Anh mua cái nhà 102 Lý Phục Man cách chỗ đó 5 phút. Thì bây giờ 102 Lý Phục Man đang đổ sắt cái sàn shop house. Ủa xin lỗi mấy em, sàn penthouse. Đó,
thì khi mà đổ sắt xong cái sàn penthouse là chuẩn bị đổ tiền vô hoàn thiện, xây ốp lát các kiểu, thì vào lúc không biết nữa, mấy giờ chưa biết, tuần sau khoảng 10 ông thầu con họp meeting với anh tại cái phòng này để chốt triển khai này kia. Là lúc đó đó là tuần sau là anh bơm tiền hơi bị nặng á, để những cái dự án nó bắt kịp tiến độ này nọ kia. Trong đó có một dự án cực kỳ tốn kém, đó là thiết bị vệ sinh gần 1 tỷ đồng. Thiết bị vệ sinh, thì cái gì gọi là thiết bị vệ sinh? Thiết bị vệ sinh là bồn cầu, bồn tiểu, vòi sen đó, đó là những cái đó là kêu là thiết bị vệ sinh, không tính phần ốp lát, không tính cái phần ốp gạch gì nha, không tính cái đó, là phải thiết bị đó là cái chuyện mà gạch ốp thôi. Còn thiết bị là những cái thiết bị mình gắn vào. Anh xài hệ cooler, ai nói tao ngu tao chịu, với tao xài đồ mắc tiền không à. Nó em đi những khách sạn 5 sao mà 5 sao phải 5 sao xịn, 5 sao Việt Nam không có tuổi. Nó thiệt, sao Việt Nam sao ảo nha mấy em. Mấy em đừng thấy mấy khách sạn ngoài để 2 sao là 2 sao đâu. Tụi nó không có sao nào hết á, 2 sao tính giờ ba. Giờ đầu 50, giờ sau thêm 20 nữa 70, sao kỳ vậy. Rồi 3 sao, 4 sao Việt Nam xạo không? Sao quốc tế mới là chuẩn. Anh ví dụ một cái sao cho tụi em thấy. Bây giờ Ninh Thuận tụi em đi rồi đúng không? Thôi giờ đi ra ngoài Côn Đảo đi. Xích xem nha. Tụi em chèn hình cho tụi nó ghiền. Đi xích xem đi, cái đó sao thiệt đó. Có nhiều đâu, 10 mấy triệu nên thôi. Rồi quay lại vấn đề. Ngày hôm nay anh sẽ nói về cái tầng thiết bị vệ sinh của anh. Là cái tầng đắt tiền nhất của công ty. Không phải đắt tiền nhất à, mà không phải đắt tiền nhất, anh sorry. Cái tầng 7, cái quận 7 của anh á, mà tụi em biết một sàn là bao nhiêu mét vuông, đúng không? Một sàn 300 mét vuông hơn. Anh không nhớ chính xác mà 300 mét vuông hơn một chút. Thì một sàn đó anh chia làm hai phần. Một phần làm yoga, dance, nó nhìn ra mặt tiền, view cửa, hoàng hôn, đúng không? Tập yoga, thần thái. Đó. Dọc một cái lối đi hoàng gia. Lối đi rất là hoàng gia mấy em. Option 1, option 2 bí mật. Thiết kế là thiết kế option 1 đó. Option 2 anh không tiết lộ được em. Nếu mà chúng ta cái gì cũng tiết lộ được thì chúng ta không có trận đại thắng Điện Biên Phủ, ok nha. Rồi toilet nam một bên, toilet nữ một bên. Nói chung á thì cái phong cách của anh đầu tư thì nó khác cái tụi mướn nhà. Cái tụi mướn nhà thì nói chung mà nó đầu tư cái toilet chỗ khác. Còn anh là anh đánh vô toilet của anh là luxury. Luxury là đẳng cấp, là thiết bị tối tân và gạch ốp cực kỳ hiện đại. Mùi thơm thoang thoảng, mở cửa ra ngủ luôn. Đó là cái mục tiêu của anh thiết kế về toilet. Thì nói chung á, trong vấn đề toilet thiết kế đó, có những cái lúc mà sai lầm, giống không? Nên kể cho các bạn sai lầm bên quận 12. Lúc đó trên thiết kế là 3 phòng tắm nữ. 3 phòng tắm nữ. Nhưng mà tự nhiên ngày khai trương bà con gái rồi vô đăng ký quá trời mày. Đúng không? Ở bển chơi kỳ lắm nha. Nó vô đăng ký đông hơn nam nữa. Mà tưởng nó vô đăng ký làm gì, vô đăng ký tập yoga không à. Đăng ký tập yoga không, mà tự nhiên đang tập xong rồi cái giáo viên tan lớp ra, cái xả một lượt luôn. Trời ơi má ơi, 3 phòng chịu không nổi ông ơi. 3 phòng chịu không nổi, lập tức làm thêm trong vòng trong đêm luôn. Thiết kế thêm order gấp, làm thêm 3 phòng được 6 phòng. Đó là cái điều tính không tới. Tại vì anh chưa có đo lường được cái bên quận đó đó, là người ta thích yoga hơn, người thích gym. Đó. Nên bên quận 7 giờ rút kinh nghiệm rồi. Bên quận 7 của anh là cái hệ toilet cực kỳ mạnh nha mấy em. Nó mỗi tầng một, mà mỗi tầng thì một toilet hơi quá. Nói chung hệ mật độ toilet của bên quận 7 nó cao nhất trong 4 trụ của anh. Và cái toilet chủ lực làm ở trong cái nhà, trong cái khu vệ sinh đó, khu locker rồi đó. Đó, khu đó nó là kiểu như là bồn tiểu 5 cái. Bên đây 4 cái bao giờ thấy đáy hết đâu, chưa bao giờ. Tại vì đây là bồn tự động ba ơi. Bồn xong rồi đô vô xả nước này nó thơm tho sạch sẽ cả ngày. Trời đất ơi, rồi lao công người ta chùi, trời đất ơi, cầm xà bông sẽ biết độ chùi vành này nữa. Chùi, nhìn móng lưỡng đúng không nha. Ở bên quận 7 của anh đó là bồn tiểu nhiều. Nói chung là số lượng thiết bị vệ sinh, số lượng thì nó sẽ nhiều hơn gấp đôi bên Bình Tân.
nó nhiều hơn gấp đôi bên mình ta. Đó, nên tụi em nhìn qua những cái thước phim đi, và tụi em nhìn qua này nơi kia, nó có sông hơi này, nó giống y chang thôi. Nói chung nó cũng không khác nhau gì so với bốn trụ của anh đã làm. Nhưng mà nó nhiều số lượng hơn. Nó nhiều số lượng hơn, đúng rồi. Và cái không gian của nó, không gian không cột, nó tạo một cái phòng cảm giác nó rộng lớn, nó hung hút. Đó, khi mà tụi em đi thang bộ lên hoặc đi thang máy lên, tụi em sẽ bước vô trong khu toilet sang trọng. Cái chỗ đó là chỗ để nổ. Thật sự anh thích nổ về toilet. Anh rất tự tin về toilet của BBT. Hệ thống toilet của BBT là, nói chung là anh rất tự tin, anh đi rất nhiều toilet rồi. Anh đi đâu cũng vậy thôi, chui vào toilet người ta. Đi vô bất cứ nhà hàng nào không mắc đáy phải vô kiếm toilet một cái. Cái đó là cái thói quen của anh. Để anh nhìn nhận rằng coi, ừ cái ông này làm toilet tốt hơn tao chưa, ông kia làm toilet tốt hơn tao chưa. Và giờ đây anh tự tin là toilet của BBT là một trong toilet đáng tự hào. Thề luôn, vô complain đi. Không complain được. Nhất là 17 nữa, đổ bao nhiêu tiền sức, bao nhiêu tiền, bao nhiêu của, bao nhiêu công sức vô trong cái hệ thống nhà vệ sinh. Và chắc chắn là nó là anh phải cố gắng làm thật tốt. Nam và nữ nữa, nữ là lúc đầu tiên tính chơi hai cái vòng tắm, nhưng mà sợ mấy bà nằm đó hoài, đúng không? Sợ mấy em, sợ nằm đó hoài này nó thôi, nên dự án vòng tắm thì hủy, mình là dịch vụ thôi, nhà tắm mà đủ rồi, khu mách cấp này nọ kia là ngon lành. Còn thứ hai cho anh muốn trao đổi đây là cái gì, cái dự án mà gọi là không phải dự án mà là cái phòng yoga. Cái phòng yoga bên quận 7 nó sẽ rộng lớn nhất và nó không cột, không gian nó đẹp nhất đó. Tụi em thấy nhìn phòng yoga đi, kính ở bên quận 7 anh chơi một hệ kính rất khác, đúng không? Cũng nhà thầu cũ nhưng mà chơi hệ kính rất khác hệ kính của châu Âu nha. Đó, và cái view nhìn ra cửa nó rất là đẹp. Phòng nó rộng, thực hiện được số lượng lớp nhiều. Có thể là lớp nhiều hơn anh em chứ một phòng yoga thôi. Anh không có giống như bọn kia nó làm nhiều phòng, nó làm lum la hết mệt, anh không có đất. Anh nghèo lắm, nói chung anh mua được biết đất có 400 mét vuông là xây được cái nhiêu đó lâu thôi. Lao động dựng xây, tương lai còn đó là bờ vai, điểm tựa của tình yêu là thể thao nam tính chẳng nói nhiều. Là Ben Rescadio, ăn uống kèm Masta, pha nhiều bữa. Đó, và không gian cho yoga anh chỉ là nhiêu đó thôi. Được, được, được thôi, mệt quá. Mẹ kiếm mấy đồng tiền không em khó quá, thôi dẹp luôn đi qua chỗ khác ám. Đó. Vậy thì em nghĩ coi, phòng yoga của anh chia đôi Giang Sơn. Cứ cho lại kia 300 mét thôi, thôi thì chia đôi Giang Sơn và là 150 mét phòng yoga. Nguyên phòng yoga thôi 150 mét đó em, 150 mét là gì? Ngang 10 dài 15 ok. Ngang 10 dài 15 đủ rộng hun hút chưa? Sợ ma thấy bà luôn đó chứ giỡn. Đúng không? Vậy thì trong cái phòng đó để trống, anh để trống thì option B. Plan B. Plan B anh làm gì? Anh lấy nhôm kiến anh ngang được 3 phòng. Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý không? Anh lấy nhôm kiến anh ngăn thôi. Có gì đâu khó, đúng không? Bởi vậy á, anh cái phòng yoga của anh nó xuyên suốt, nó rộng lớn là một trong những điểm anh rất là tự hào. Vậy thì cái phòng yoga đó làm gì? Qua đó quay phim cũng được nha. Nói chung cái BBT quận 7 của anh nó là nó đổ sàn, đổ tấm, đổ này, đổ nọ, nó rất là nhanh. Mấy em thấy tiến độ kinh hồn chưa? Không mang nỗi hơi bão lớn, dị hóa tinh thần, nào đi hết giấc mơ xa, tình yêu sự nghiệp rồi cũng sẽ rời ta, cô đơn thất bại, ước mơ không thành. Ô bây giờ nó cái hình nè, em nhìn hình nè, trời ơi hình này mới có gọi là tầng tới sàn penthouse thôi mà nghĩ tới giờ khai trương luôn rồi đó, xịn luôn. Kìa này không có mít đâu. Cái quận 9 là nó mít, anh thừa nhận. Cái quận 9 nó khổ quá, giờ dính corona nữa, tháng 6 mới khai trương. Anh tính ngày 30 tháng 4 rồi. Nhưng mà bây giờ anh tính tháng 6, tại giờ tháng mấy rồi? Bây giờ là tháng 3 rồi đúng không? Yes. Tháng 3, tháng 4, tháng 5. Tháng 5 khai trương sao kịp. Tháng 5 khai trương nè, nếu mà tháng 5 khai trương là rất là chụp giật. Vậy thì tháng 6 nó khai trương. Tháng 6 nó khai trương và nó sẽ ổn. Qua xong rồi qua kia tháng 7 khai trương. Chơi như nó mới sốc mấy em. Nó mới chơi thôi, mấy Duy Nguyễn sốc lắm. Thằng Duy Nguyễn mà nó nói chung là nó nhiều wheel giờ tại nó sốc thôi à. Không có được cái gì hết trơn trọi á, mà nó sốc thiệt. Nó sốc thiệt mấy em, thôi thông cảm đi anh, là thật anh nói vậy thôi. Thì còn có những dự án nữa mà chia sẻ trước nó lộ. Tại vì bên quận 7 á, nó còn những cái dự án của anh rất là lớn. Nhưng mà tại vì anh là người thứ nhất, anh là blogger, thứ hai anh là giám đốc. Thì hai tính năng này phải tách biệt với nhau. Blogger thì chém gió thôi, còn nếu mà giám đốc thì làm thiệt. Còn mà bây giờ đây anh chia sẻ cái gì ra, người ta không biết, đối thủ của anh nó mò đường mấy em. Nên thôi anh cũng không nói được, anh biết vậy đi. Giờ nói chung là em nhìn vô hình đi, em sẽ thấy nó có những cái nó mới.
Thứ nhất á, là trên trần nó làm thạch cao rất khác mấy. Trên trần thạch cao rất khác, đâu giống mấy kia đâu đúng không? Trên thần thạch cao mà có đèn BBT. Đâu, cái này khó, này chưa kiếm ra thầu. Em nào biết thầu làm được chữ này nha. Ê, chèn hình cho mày. Biết thầu làm được chữ này, liên hệ anh đi. Offer anh giá mềm anh làm luôn. Còn mà chém tao thì nắp. Thế thôi. Đó. Trên trần có cái đèn chỗ BBT đẹp lắm em ơi. Đó, tròn đẹp lắm nè, trời ơi, mày biết nhìn hình đó mày. Rồi bây giờ kiến thì thôi có rồi, tụi bay không thầu nữa đâu. Còn cái này là gạch giả đá, cũng có rồi, tụi bay không thầu nữa đâu. Để kiếm cái gì cho mấy em thầu. Trời ơi, khu yoga, ai, còn cái nữa. Bây giờ yoga tụi em nhìn thấy không? Anh lót nóng gỗ nè, nhìn cái dách nha. Bây giờ thằng nào làm được mấy cái hình đó, Nhớ, làm được mấy cái hình với cái logo cho nóc nhà. Nhìn nha, liên hệ anh. Bây giờ anh làm gỗ cho mày, mày kiếm sao in hình dán vô đúng mấy thế luôn nha. Đúng là 72 kiểu này nha. À, giờ kiếm thầu mấy em. Anh chơi đẹp vô thôi, muốn cái gì nữa đúng không? Rồi tiếp tới cái sơn ở ngoài. Sơn chắc sơn được rồi. Mày có thầu hình nhọn gái không? Hình nhọn gái cởi truồng ngay cho cửa toilet á. Cái chỗ để cho biết toilet nữ không ơi. Còn bây giờ toilet nam dễ lắm. Lấy hình anh nè, chụp sái ám hình trắng. Xong rồi cái lột đồ ra quay góc này chụp cái rồi giống luôn. Ha, đó, hình. Thầu cái hình nha. Nó thì tầng 2 nó vậy thôi mấy em, tầng 2 nó có như đó thôi nha. Rồi xong video tiếp theo, anh sẽ lên tầng 3. Lên tầng 3 anh sẽ chia sẻ những cái hệ máy rất là lạ mà mấy em chưa từng thấy bao giờ. Mà nó sẽ đổ tiền vào, nó đầu tư trong BBT quận 7. Tại vì cái BBT quận 7 là BBT khu Nam. Anh đánh khu Nam rất là mạnh tại vì anh là người miền Nam mấy em. Đơn giản vậy thôi à. Anh đánh khu Nam mạnh lắm. Khu Nam nó rộng nhất, nó đẹp nhất, máy móc đắt tiền nhất và nó làm nhanh nhất, nó khai trương nó nhanh nhất. Khi mà, anh nói mày nghe, khi mà BBT gọi là khu Nam mà nó hoàn thiện là nó là cái mảnh ghép cuối cùng cho đế chế đất Sài Gòn, ok. Vâng, các em đã theo dõi video, hãy nhìn và cổ động cho anh Duy Nguyễn tiếp tục có được tinh thần để Duy Nguyễn làm những vlog về bất động sản, chia sẻ kinh nghiệm cho em xây nhà và mua đất nha. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.